Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã đến với kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho mọi người ba cái thương hiệu máy giặt đang được bán rất tốt trên thị trường hiện nay và rất nhiều các khách hàng đang được lựa chọn. Đó là ba dòng máy giặt của Electrolux này, của Samsung này, và của LG. Thì hiện tại ba dòng này đang có rất nhiều các khách hàng lựa chọn. Một phần vì thương hiệu, một phần vì chức năng và một phần vì giá cả của nó hợp lý. Thì trong video này mọi người xem qua ba cái thương hiệu này để mình có thể đưa ra được cái lựa chọn tốt nhất mua cho gia đình nhà mình một chiếc máy giặt ưng ý. Thì đối với máy giặt trên thị trường hầu như là bây giờ đang mua là dòng cửa ngang, không có lựa chọn dòng cửa đứng nhiều như trước nữa. Trên trên video này thì ở đây trên trước mắt đây mọi người đang thấy là dòng máy giặt của LG này, Electrolux này, Samsung này và có các thương hiệu khác như là của Panasonic, của Aqua ở đây. Ngày hôm nay chỉ đi qua đi chính xác là ba cái thương hiệu lớn của Electrolux sẽ là đầu tiên. Máy giặt Electrolux thì là thương hiệu lớn nhất của các dòng máy giặt trên thị trường của Việt Nam và từ xưa đến nay được rất nhiều các khách hàng lựa chọn máy giặt của Electrolux. Hàng này sẽ là hàng của Thái Lan và hồi xưa dùng rất chi là bền và gọi là lồi đồng cuội đá đấy, là các khách hàng của Việt Nam là rất chi là ưa chuộng loại của Elec. Tính năng thì rất chi nổi bật, nổi bật. Giá thành thì hiện tại thì dòng Electrolux nó sẽ là giá thành cao nhất trên thị trường của các dòng máy giặt hiện nay. Thiết kế của dòng Electrolux thì rất chi là đẹp, cũng không có điểm gì đáng chê cả. Chức năng là tối ưu rồi. Tuy nhiên thì dòng Electrolux thì vẫn sẽ sử dụng chuyển động của dây cô loa, chưa sử dụng đến chuyển động trực tiếp như các dòng thương hiệu khác đang có trên thị trường. Do đó là cái độ bền cũng như là tuổi thọ của dòng máy giặt Electrolux nó sẽ được sẽ giảm thiểu hơn so với các dòng thương hiệu khác. Còn đây là những thiết kế mới nhất của dòng Electrolux năm 2020 mà mọi người có thể xem qua các model này. Đấy là dòng máy giặt của Electrolux. Tiếp đến là sẽ các cái dòng máy giặt có giá thành thấp hơn như là dòng máy giặt của Samsung. Máy giặt của Samsung thì đặc thù của nó sẽ là thiết kế nó sẽ hướng đến người dùng hơn so với các dòng máy giặt của Elec. Đáp ứng nhu cầu của người dùng muốn cho thêm đồ vào trong quá trình giặt, muốn cho thêm đồ thì Samsung đã sản xuất thêm một cái cửa phụ như thế này. Thiết kế thêm một cửa phụ như này. Đó. Tất cả các dòng máy giặt Samsung đều có. Màu trắng đều có, trắng hoặc đen. Thiết kế thêm cửa phụ để trong quá trình giặt thì mọi người muốn cho thêm thì có thể mở cái thêm cái cửa này ra để cho thêm đồ mà không cần phải tắt máy hay là xả nước ra ngoài. Giống như các thương hiệu khác như của Elec hay là của các thương hiệu LG, Ba La thì đều phải xả hết nước thì mới cho thêm đồ được vào. Đó, do đó là cũng có khá nhiều khách hàng lựa chọn dòng máy giặt của Samsung để sử dụng vì nó có tính năng tiện lợi hơn. Và giá thành của con Samsung so với dòng Elec nó sẽ rẻ hơn khá chi là nhiều. Tầm độ 1 đến 2 triệu đồng. So với các loại máy giặt cùng kích cỡ, độ 9 cân hoặc 8 cân sẽ rẻ hơn một chút. Chuyển động của máy giặt của Samsung thì một số con nó sẽ sử dụng chuyển động trực tiếp và một số con sẽ chuyển động bằng dây cô loa. Nó không có toàn bộ giống như dòng Elec. Đấy là dòng máy giặt của Samsung. Rất nhiều các khách hàng đang lựa chọn máy giặt của Samsung năm 2020 và hiện nay. Tiếp đến nó sẽ là máy giặt của LG. Máy giặt của LG. Đây là một dàn máy giặt LG. Thiết kế của máy giặt của LG thì máy giặt LG thì cũng giống như các thương hiệu của máy giặt khác, được thiết kế cửa một cửa và không có thêm cửa phụ.
Dòng máy giặt LG thì tất cả các dòng đều được sử dụng chuyển động trực tiếp, do đó máy chạy khá chỉ là êm và bền, không có chống rung nắc. Ngoài ra thì máy giặt LG hàng hiện tại thì đang có là hàng của Việt Nam, giống như của Samsung, hàng của Việt Nam. Giá thành thì nó sẽ rẻ hơn dòng máy giặt của Samsung một chút, tầm độ 500-600 nghìn so với dòng máy giặt của Samsung, và giá giảm hơn so với của Elite của Cholac khoảng hơn 1 triệu đồng. Các dòng máy giặt cùng cân nặng 8 cân 9 cân 10 cân. Máy giặt LG thì cũng được rất nhiều các khách hàng lựa chọn vì tính năng tốt và giá thành hợp lý, nên được rất nhiều các khách hàng lựa chọn. Samsung và Electrolux, đây là 3 thương hiệu lớn nhất và được nhiều khách hàng của Việt Nam lựa chọn nhất trong năm 2020. Thì mọi người có thể tùy nhu cầu sử dụng cũng như là tùy vào cái túi giá thành của từng con mà mọi người có thể lựa chọn cho mình những cái máy giặt hợp lý nhất và ưng ý nhất cho ngôi nhà của mình. Nếu mà mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị của Ecomax qua website là ecomax.vn, hoặc là đến trực tiếp tại sàn thì bên em cũng đang bày bán rất nhiều các thương hiệu máy giặt nổi tiếng hiện nay để đáp ứng nhu cầu của tất cả các quý khách hàng. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.